Kính thưa quý vị, rất nhiều nhà bán lẻ hàng đầu thế giới đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Nếu như hàng hóa các nước khá dễ dàng góp mặt vào hệ kênh phân phối trong nước, thì ngược lại, hàng hóa của chúng ta vẫn còn khá khó khăn trong việc tìm chỗ đứng ở hệ thống phân phối bán lẻ nước ngoài. Doanh nghiệp và đơn vị liên quan hiện đang nỗ lực để có thể cải thiện tình hình này. Tuần lễ sản phẩm doanh nghiệp Việt tại Aeon Mall do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Thương mại Aeon tổ chức là một trong số đó. Đây là sản phẩm trà cà phê chùm ngây, được sản xuất theo tiêu chuẩn organic, được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm đã được nhiều người tiêu dùng biết đến, nhưng việc có thể góp mặt ở hệ thống bán lẻ, kênh phân phối của các tập đoàn nước ngoài tại thị trường Việt Nam hay không lại là câu chuyện khác. Tiếp cận với cái nhà thu mua với lại các doanh nghiệp Việt Nam, đa số thì thường sẽ qua cái dịch vụ trung gian thì nó sẽ bị những cái giống như là chiết khấu rất là cao. Gần 20 doanh nghiệp khác đang tham gia tuần lễ sản phẩm doanh nghiệp Việt tại Aeon Mall cho biết cũng gặp không ít khó khăn khi muốn đưa hàng hóa của mình vào hệ thống bán lẻ nước ngoài tại thị trường trong nước. Thương hiệu mới ra đến chào một cái siêu thị nào đó thì nhân viên thu mua sẽ hỏi sản phẩm đã bán ở siêu thị nào rồi, có bao nhiêu mã hàng, doanh thu một tháng bán ra ở các siêu thị khác là bao nhiêu. Đi chào hàng ở các siêu thị họ thì chưa được tiếp nhận thì làm sao họ đã có trả lời được những câu hỏi đó. Các đối tác nước ngoài người ta yêu cầu rất là cao, đặc biệt về vấn đề là truy xuất nguồn gốc. Chính vì vậy mà để có một cái sự hợp tác lâu dài đối với các cái siêu thị, các cái chuỗi cung ứng và phân phối bán lẻ nước ngoài thì chúng tôi phải tính toán một cái bước chuẩn bị thật là kỹ, và đó là một cái hành trình rất là dài. Nếu như hệ thống phân phối trong nước, sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam chiếm thị phần đến 80-90%, thì hệ thống bán lẻ nước ngoài tại thị trường Việt Nam còn rất khiêm tốn. Sản phẩm của Việt Nam muốn đưa vào siêu thị nước ngoài phải đạt chuẩn quốc tế. Thứ hai là việc quản lý đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng tiêu chuẩn đó còn chưa chặt chẽ, nên có những sản phẩm không đạt yêu cầu. Để đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ nước ngoài, yếu tố tiên quyết là sản phẩm an toàn. Thứ hai là giá phải chăng, và sản phẩm không chỉ ngon mà còn mang đến nhiều tiện ích mới. Để có thể cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài khác ngay chính trên sân nhà, rõ ràng doanh nghiệp Việt Nam cần thêm nhiều nỗ lực và tất nhiên cả sự hỗ trợ tích cực từ nhiều phía. Là chúng tôi cũng muốn hỗ trợ về các chuyên gia để có thể tư vấn cho chúng tôi những cái chiến lược dài hạn. Chúng tôi đã liên kết với siêu thị Aeon của Nhật Bản để đưa hàng hóa của doanh nghiệp xuất khẩu Thành phố Hồ Chí Minh vào cái kênh phân phối này. Và sắp tới thì chúng tôi cũng kết hợp với hệ thống BC để làm cái chương trình mà tuần lễ hàng Việt như thế này. Và đó là những cái mục tiêu mà chúng tôi hướng đến để hỗ trợ nhiều hơn nữa cho doanh nghiệp xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh. Những năm qua, Việt Nam đã chính thức mở cửa thị trường bán lẻ. Ngay cả khi các tập đoàn nước ngoài chưa tăng tốc, nhiều doanh nghiệp trong nước đã phần nào yếu thế. Vậy nên, về lâu dài, ngoài nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, rất cần nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả từ các cơ quan nhà nước. Và tất nhiên, một phần nữa không thể thiếu là người tiêu dùng, ưu tiên sản phẩm sản xuất trong nước.